Thì cuộc sống mà người ta nói là ước mơ là không bao giờ tốn kém, vì mình cứ mơ thoải mái thôi. Và ai cũng muốn sẽ trở thành một ngôi sao, có thể là trong lĩnh vực của mình, có thể là ngôi sao về điện ảnh, về hài kịch, về kinh doanh. Trong cái điều mà mình hướng tới, mình phải trở thành một nhân vật giỏi nhất, được nhiều người chú ý nhất. Đó là ước mơ mà ai cũng có thể mong muốn từ hồi nhỏ. Nhưng mà để làm được điều đó là một điều vô cùng khó khăn, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng mà thưa quý vị là hãy cứ ước mơ, bởi vì những điều tích cực nó sẽ đến khi chúng ta mơ về những điều mà chúng ta nghĩ là bằng mọi giá chúng ta phải đạt được. Không có nghĩa là phải bỏ đi những cái thuộc về đạo đức phạm trù, nhưng mà chúng ta sẽ bằng mọi giá cực khổ cỡ nào thì cũng phải hướng tới điều đó. Thì ngày hôm nay ở đây cũng rất là nhiều ngôi sao đó, trong đó có Lê Diệu Vũ Lâm, đệ nhất mỹ môi. Hiện tại cũng là một gương mặt vô cùng sáng giá ở làng hài kịch, ở làng livestream. Ninh Dương Lan Ngọc, ngôi sao về điện ảnh và một ngôi sao trong lòng nhiều người hâm mộ, và là có nhiều người mơ ước có cuộc sống giống như Ninh Dương Lan Ngọc. Lâm Vĩ Dạ hiện tại cũng được nhiều người yêu thương, là một ngôi sao trong làng hài kịch và một ngôi sao trong làng game show. Wow. Đúng chưa? Nhỏ em kế bên tôi, bên tay trái tôi là đến từ cây lậy, trái tôi là đến từ cây lậy, vượt hàng trăm km lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Hồi xưa là làm người mẫu, rồi diễn viên, rồi các kiểu. Hôm nay đã trở thành một diễn viên và được nhiều người yêu thương qua nhiều bộ phim. Và hôm nay là được nhiều người yêu thương. Kế bên là ông chú. Ông chú may mắn của em. Ông chú nhà Tân Phú. Nam thần cao trang. Nam thần cao trang. Là một ngôi sao về hài kịch mà duyên dáng và luôn yêu thương đàn em, đó là ông chú Tiến Lực. Wow. Luôn sẵn sàng giúp đỡ đàn em. Em Út cần là cho, cần là cho. Ngôi sao trong làng kinh doanh nữa nha. Kinh doanh cái gì đúng rồi. Trương Thế Bình là một người đẹp trai, hào hoa phong nhã, là ca sĩ, là người mẫu, bây giờ lại là diễn viên. Và đặc biệt nói điều này các bạn sẽ chú ý ngay lập tức. Các bạn có thấy một ca sĩ nào mà thành công về mặt game show hơn Trương Thế Bình chưa? Ca sĩ thành công về mặt game show. Về cái việc ca sĩ là đã thành công rồi, nhưng mà ca sĩ mà để được đi đóng game, và đặc biệt là những cái game mà reality á, là diễn trực tiếp rồi bất ngờ, có ai qua Trương Thế Vinh nè? Đó là do có sự học hỏi tìm tòi mỗi ngày. Thế nên để trở thành một ngôi sao nào đó, chúng ta cứ cố gắng chịu thương chịu khó, sống chan hòa tình cảm với mọi người. Dạ. Là tự nhiên ông trời ông cho. Nãy giờ anh Giang đã nói về rất nhiều người rồi, bây giờ xin mời Dương Lâm giới thiệu về ngôi sao Trường Giang. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, năm 1983 từ vùng đất thì Tam Kỳ. Ở vùng đất Tam Kỳ Đà Nẵng, ngay cái dòng sông được mang tên là Trường Giang, bỗng có một cái tiếng khóc chào đời. Lúc đó tiếng khóc rất là nhạt nhẽo, không ai để ý tới. Tiếng khóc rất là nhạt nhẽo, không ai để ý tới. Nhưng thời gian thấm thoát thôi đưa, cứ trôi vào, rèn luyện, trao dũa. Trao dũa, trao dũa. Trôi vào. Trao dồi mà không có hình trôi vào. Trao dũa là cái gì? Không hiểu. Thì cái tiếng khóc oe 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 nhợt nhạt năm ấy, bây giờ đã là ngôi sao làng hài ở Việt Nam chúng ta, đó chính là Trường Giang. Thưa quý vị, để trở thành một ngôi sao không nhất thiết phải là ngôi sao trong một cái lĩnh vực đó, mà ngôi sao trong lòng ba mẹ cũng là một ngôi sao. Ngôi sao trong lòng các cô mình cũng là một ngôi sao. Vì sao? Đem lại cái điều tích cực và mang lại cho những người xung quanh mình rằng mình là người lương thiện và sống đàng hoàng với tất cả mọi người. Và thưa quý vị, xã hội có nhiều ngôi sao tốt đẹp thì tất cả mọi thứ sẽ yên bình. Và cảm ơn quý vị đã coi chương trình 7 nụ cười xuân là một chương trình ngôi sao về những điều vui vẻ trong lòng quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.